Xin chào quý độc giả của Bóng Đá Plus. Tôi là Đức Nguyễn, hiện nay đang tác nghiệp tại Thái Lan. Trước mặt chúng ta là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thuyền trưởng của đội U17 Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023. Hôm nay thì bên ngoài những câu chuyện về U17 Việt Nam, chúng ta sẽ có những cái buổi trò chuyện có thể là một chút gì đó thân mật với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. À, thưa anh Tuấn, thì người ta đã biết nhiều anh đến những câu chuyện liên quan với vòng chung kết FIFA World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Thì cái dư âm để lại bây giờ thì vẫn quá lớn. Người ta nói đến Hoàng Anh Tuấn là nói đến FIFA World Cup 2020 World Cup, thì ông đến bây giờ thì cái dư vị ông còn vẫn còn còn. Thật ra thì với cái lần tham dự World Cup đó, đối với quốc gia khác thì nó hết sức bình thường. Nhưng mà đối với đất nước chúng ta thì cái nền bóng đá chúng ta còn phải phát triển, còn phải học hỏi rất là nhiều. Nên những cái thành tích thời điểm đó thì nó cũng là một cái động lực thúc đẩy bóng đá Việt Nam bây giờ. Tôi nghĩ rằng hiện tại cái hiệu ứng của nó cũng đang còn rất là tốt. Đặc biệt chúng ta thấy là những cầu thủ tham dự vòng chung kết World Cup bây giờ họ đã trưởng thành. Và chúng ta cũng có thể nói một cái câu là họ đang thành danh từ những cái môi trường bóng đá như vậy. Những người làm chuyên môn thường nói rằng là làm những giải trẻ ở Việt Nam này đã vào vòng chung kết coi như là chạm những ngón tay vào với đỉnh cao của sự nghiệp rồi. Thì cá nhân ông nghĩ thế nào về vấn đề này? Tôi nghĩ khác. Tại vì bóng đá là phải có thành tích. Yeah. Bóng đá phải có cúp, bóng đá phải có huy chương. Phải nói rằng là bóng đá trẻ, đặc biệt bóng đá trẻ Việt Nam phát triển trong những cái thời gian gần đây thì rất là tốt, chúng ta biết rồi, không phải nói gì thêm nữa. Nhưng mà rõ ràng để mà tạo một dấu ấn, tạo một thành tích và nó có tính bền vững thì chúng ta phải có những cái thành tích cụ thể. Chẳng hạn như U17, U19, U20, U23, chúng ta vào vòng chung kết ở châu lục hoặc tham dự những cái giải thế giới, chúng ta phải có cái thành tích. Chẳng hạn U23 Thường Châu, chúng ta vào chung kết, chúng ta có huy chương bạc. Thì đó mới là cái mà chúng ta nên suy nghĩ đến. Chứ còn mà tham dự vào vòng chung kết, chúng ta tham dự để cho tham dự, thì đó cũng chỉ là một khích lệ nhỏ. Và nếu mà tính ra tương lai về lâu và dài bóng đá, chúng ta phải có thành tích. Ít nhất là trong khu vực, ít nhất là trong châu lục. Cũng có thể chúng ta không có những cái cúp vàng, chúng ta không thể có huy chương vàng, nhưng có những huy chương ở những cái giải đấu lớn, chẳng hạn những cái giải đấu sắp tới đây, thì đó mới là một cái sự ghi nhận, một sự khẳng định của sự phát triển của nền bóng đá. Sau dù mặc dù là tạm gọi là đạt đến một đỉnh cao làm huấn luyện viên trẻ rồi, nhưng mà có những thời điểm ông vẫn khiêm tốn, đứng giữa khoảng cách giữa người hùng và đội đồ nó gần nhau, phải là sự thành tranh. Đó là lý do vậy khiêm tốn. Thật ra thì tôi nghĩ là những ý kiến trái chiều của bóng đá thì nó thường xảy ra. Và đó cũng là một cái phần của bóng đá, không chỉ riêng bóng đá Việt Nam đâu, mà nghề nghiệp huấn luyện viên chúng ta phải chấp nhận cái điều đó. Chúng ta đừng nói là gì xa xôi cả. Huấn luyện viên mới nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam và Philip Schuster, ông cũng đã hứng chịu những cái lời chỉ trích rồi. Những thông tin trái chiều, những cái quan điểm không thống nhất và cái cách làm việc. Tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện mà nó mang tính nghề nghiệp, và huấn luyện viên nào cũng phải biết thích nghi với nó là nếu muốn tồn tại. Với cá nhân mình thì tôi nghĩ rằng là bóng đá trẻ nó cũng chỉ là một cái bước đệm cho đội tuyển quốc gia. Thành ra sự thành công của nó thì chúng ta nên cũng tung hô cũng có chừng mực thôi. Và cái sự thất bại có nghĩa là không theo được như mong muốn thì chúng ta cũng chỉ trích, cũng có chừng mực. Đó là một cái, nó không phải thời điểm nào chúng ta cũng có một cái đội tuyển tốt nhất, không phải thời điểm nào chúng ta cũng có thuận lợi tốt nhất để làm sao chúng ta có những cái thành tích. Chính vì thế có những cái thời điểm truyền thông, dư luận nó có những cái chỉ trích về mình, tôi nghĩ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Thật ra thì họ quan tâm đến bóng đá, họ suy nghĩ đến bóng đá. Khi bóng đá chúng ta không có một thành tích như mong muốn, họ chỉ trích, tôi nghĩ cái đó là chuyện bình thường. Một cái lứa thành danh từ một người thầy Hoàng Anh Tuấn từ U20 thế giới bây giờ đến bây giờ, nếu một chặng đường nhìn lại bao nhiêu năm rồi, anh thấy lứa cầu thủ đó như thế nào?
họ đã chạm đến đỉnh chưa hay là còn phát triển lên được nữa? Thật ra cái lứa đầu tiên tôi chính thức bắt tay làm thì hầu hết bây giờ các bạn ấy là những cái nhân tố không thể thiếu đội tuyển quốc gia, chúng ta biết rồi. Đoàn Văn Hậu, như Hồ Tấn Tài, như Nguyễn Tiến Linh, của Nguyễn Quang Hải, vân vân, cũng rất nhiều cầu thủ. Thì đối với bóng đá Việt Nam thì tôi nghĩ họ đã lên tới cái đỉnh cao nhất rồi. Họ đã có những cái thành tích giống như mà hàng triệu người Việt Nam mong muốn, tức là vô địch SEA Games, mà không những một lần mà hai lần, hoặc là vô địch AFF Cup thì họ cũng đã có. Họ cũng đã tham gia những cái giải lớn như vòng loại World Cup, họ vào tới cái vòng thứ 3. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng cái nền bóng đá chúng ta nó đang ở mức độ nào. Chúng ta còn đang cố gắng phấn đấu một cách cực lực vào cái top 8, top 10 của châu Á để hy vọng cho những cái kỳ World Cup sắp tới 2026, 2030. Đó, thì chúng ta có cơ hội được tham dự vòng chung kết World Cup. Nhưng đến thời điểm đó thì những cầu thủ này, những cầu thủ sinh năm 97, 98 thì họ không còn cơ hội nữa. Và cơ hội tôi nghĩ rằng là rất là hiếm hoi, rất là hiếm hoi nếu như chúng ta được tham dự World Cup 2026. Còn đến 2030 thì cái thế hệ này cũng đã đi qua rồi và nhường lại cho những cái thế hệ khác. Thì đối với bóng đá Việt Nam tôi nghĩ là họ đã chạm đến đỉnh. Và tất cả những cầu thủ đó đều có những thành tích nhất định ở đội tuyển quốc gia, cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia, tham dự những cái vòng thi đấu của châu lục. Đó thì như tôi vừa nói, vòng loại World Cup, tất cả cái mọi thứ. Và những cái mà bóng đá Việt Nam đang mong muốn, đang yêu thích nhất thì họ cũng đã đạt được. Như tôi vừa nói là SEA Games hoặc AFF Cup. Như vậy là chúng ta đang có, bởi vì với lứa cầu thủ hiện tại thì Philippe Chouillet đang sử dụng lứa 96, 97 và ngược về trước là 95 nữa, 94, 93. Thì rõ ràng là họ sẽ đi đến cái giai đoạn đến World Cup 2026 thì họ, như anh nói là họ có thể là không còn cơ hội nữa, hoặc là ít cơ hội thôi. Vậy phía sau khoảng trống đó là gì? Và liệu rằng chúng ta có thể sẽ lấp khoảng trống ở góc nhìn một chuyên gia, một người đã làm bóng đá trẻ nhiều năm, quan điểm của anh như thế nào? Thì phải nói rằng là để đạt được những cái mong muốn, những cái mục tiêu của mình, kể cả những cái thế hệ 95, 96, 97 để tham dự một vòng chung kết World Cup cũng không phải là dễ dàng. Chúng ta đã thấy, thật ra thì khi chúng ta nói đến cái thế hệ vàng thì chúng ta nghĩ tới thế hệ năm 1995, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Thế hệ vàng là thế hệ những cầu thủ mà thời điểm các anh là thế hệ vàng thì họ mới sinh ra. 95, 96, 97. Chúng ta nên hiểu rằng là câu chuyện là như vậy. Thì những cái thế hệ tiếp theo chúng ta, chẳng hạn như cái vô địch cái SEA Games vừa rồi, đó, chúng ta thấy là những cầu thủ kế cận hoặc là những cầu thủ ở những cái quãng giữa, như chúng ta cũng còn có thể nói đến Đoàn Văn Hậu ở đấy. Đoàn Văn Hậu sinh năm 1999, năm nay 24 tuổi, thì Đoàn Văn Hậu có thể chơi đến 27, 28 tuổi. Cái cơ hội tham dự vòng chung kết một cái kỳ World Cup đối với Văn Hậu vẫn còn rất là lớn. Và chúng ta vẫn phải cần những cầu thủ kinh nghiệm làm nền tảng, làm cái bộ khung cho các cầu thủ chơi khác. Và đằng sau cái thế hệ đó là chúng ta vẫn thấy là chúng ta đang có những cái thế hệ cầu thủ tiếp theo cũng không phải là kém. Đó, như Bùi Hoàng Việt Anh, như là Quang Văn Chuẩn, rồi thấp hơn một chút nữa trong đó, cái lứa đó thì chúng ta còn thấy rất nhiều, chẳng hạn SEA Games mới, Văn Tùng hoặc những cái lứa cầu thủ ở U20, chúng ta thấy như Văn Trường, như Quốc Việt, như Đức Việt, vân vân vân, chúng ta cũng còn rất nhiều cầu thủ rất có tiềm năng và rất có tiềm năng để tiếp bước các anh thực hiện tiếp tục giấc mơ bóng đá của Việt Nam. Nhưng mà chúng ta đã nói những cái điều mà đã kỳ vọng rồi. Bây giờ theo góc nhìn một chuyên gia, góc nhìn chuyên gia không phải là một người đâu, thì làm sao để những cầu thủ này có thể tiệm cận để những cái lứa mà chơi đỉnh cao nóng top châu Á để tiêm cận cái chiếc vé đi World Cup? Thì trong khoảng thời gian tôi nghĩ là khoảng độ gần 10 năm trở lại đây đó, thì cái đầu tư cho bóng đá trẻ chúng ta cũng rất là chú trọng, rất được quan tâm rất là nhiều. Chúng ta thấy là trước đây các thế hệ bóng đá trẻ, cầu thủ trẻ được đi tập huấn nước ngoài rất là hiếm. Bây giờ là những cái chuyến mà tập huấn nước ngoài, những cái giải đấu ở nước ngoài, những cái chuyến du đấu ở nước ngoài thì mang tính thường xuyên rồi.
Đó, để mà thực hiện cái giấc mơ đó thì chúng ta tiếp tục, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam phải tiếp tục xây dựng, tiếp tục đầu tư, tiếp tục quan tâm hơn nữa các cái lứa cầu thủ trẻ, chẳng hạn như lứa U17 bây giờ, hoặc là những cầu thủ U20, thậm chí những cái lứa cầu thủ U23 đá SEA Games vừa rồi. Đó là những cái hạt nhân cho bóng đá tương lai, cho cái mục tiêu chúng ta dự World Cup. Mặc dù chúng ta phải thừa nhận một điều rằng không phải là dễ dàng, nhưng nếu chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Tôi nghĩ là khó nhưng không phải là không thể. Mặt khác nữa là chúng ta cũng cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Ở đây ai cũng đều biết rằng là bóng đá Việt Nam đối với cái cấp độ trẻ thì những cái giải thi đấu của họ rất là ít. Như chúng ta thấy giải U17, U19, thậm chí U21, U23, các cầu thủ U21, U23, cái số lượng trận đấu của các bạn ấy rất là ít. Mà để cải thiện về mặt chuyên môn thì chúng ta phải cải thiện cái hình thức, thể thức thi đấu. Chẳng hạn giải vô địch quốc gia chúng ta phải đá như thế nào, hoặc cái đối tượng ở những cái giải mời, những cái giải quốc tế nó sẽ như thế nào, và cái số trận đấu là bao nhiêu. Rồi chúng ta đã biết là những cái quốc gia tiên tiến thì họ đều có cái giải vô địch quốc gia dành cho các đội tuyển trẻ song song với những cái giải league của họ, thì từ những cái trận đấu họ có những cái kinh nghiệm, họ có những cái trải nghiệm, họ rút kinh nghiệm thì họ trưởng thành nhanh hơn. Chúng ta đang thiếu cái đó, nhưng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới cái sự đầu tư bóng đá ở các câu lạc bộ, các trung tâm họ cũng lớn hơn nhiều, họ cũng làm tốt hơn nhiều. Cộng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì họ cũng có, chúng ta thấy là cũng có những cái định hướng rất là tốt cho những cái lứa cầu thủ. Thậm chí sắp tới U15 chúng ta sẽ tiếp tục đi tập huấn tại Đức. Đó, sau cái thế hệ U17 năm ngoái thì đó là những cái bước đệm mà tôi nghĩ là phải duy trì và tiếp tục đầu tư nữa, thì cái hệ thống của các cái tuyến trẻ chúng ta càng dày bao nhiêu, càng số lượng lớn bao nhiêu, càng được đi tập huấn nước ngoài bao nhiêu, thì cái chất lượng họ khi họ được đẩy lên các cái đội tuyển cao hơn như U20, U23, đặc biệt là tuyển quốc gia, nó sẽ chất lượng nó sẽ tốt hơn. Nhưng có một thực tế là không phải ai cũng nhìn nhận rằng giải vô địch chúng ta đang có những cái vấn đề. Nhưng mà vấn đề liên quan đến thành tích của nó, không phải bất kỳ cầu thủ trẻ nào được điều quân của sân. Tại SEA Games vừa rồi thì thầm tôi có một thống kê rằng là khi em đá về thì khoảng 3 vòng đấu thì khoảng được 3 cầu thủ vô sân từ ghế dự bị và hết. Phần còn lại là chơi ở hàng nhất, có hàng nhì luôn. Thì ở đội tuổi với các bạn như thế, U23 mà đã không được giành vị trí của bộ thì rõ ràng là chúng ta không có nhiều cơ hội. Đó là vấn đề này, nan giải cải thiện như thế nào. Có phải là chúng ta sẽ để nảy sinh một giải league cho trẻ hay không, được không? Ý tưởng ví dụ như thật ra chúng ta một vấn đề nó phải cũng có phải có hai chiều. Chất lượng các bạn ấy có tốt không đã? Tại vì câu lạc bộ, cái sự tồn tại của đối với một ông chủ, một ông bầu, một cái lãnh đội, thì cái sự tồn tại câu lạc bộ và cái thành tích câu lạc bộ nó phải đặt lên là số một. Đối với cái đặc thù bóng đá Việt Nam thì khi chúng ta đã chơi bóng đá là cũng đã muộn rồi, mà khi chúng ta trưởng thành cũng rất là muộn. Nhưng mà bóng đá thế giới, đặc biệt từ cấp độ châu lục trở lên, thì họ không quan tâm. Họ quan tâm là chúng ta tổ chức như thế nào, chúng ta thi đấu ra sao. Ở nước ngoài thì họ chơi bóng đá từ trong trường học, từ 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi họ chơi rồi. Chúng ta bắt đầu rất là sớm, khi mà gọi là sớm 11, 12 tuổi chúng ta gọi là quá sớm. Nhưng thật ra đối với ở nước ngoài, đặc biệt là ở những cái nước bóng đá nó có nền bóng đá phát triển, thì 7, 11, 12 tuổi là cũng đã muộn rồi. Thì chúng ta quay lại cái câu chuyện câu lạc bộ cần thành tích, câu lạc bộ cần sự tồn tại, thì họ phải cần những cái cầu thủ tốt nhất. Cái đó là điều đương nhiên. Nhưng mà đó, tôi cũng muốn nói là ở một cái mặt khác, có nghĩa là các cầu thủ chúng ta phải nhìn vào đó và đặt cái mục tiêu để mình phấn đấu, làm sao mình tập luyện tốt hơn, chăm chỉ hơn, thi đấu tốt hơn, để làm sao mình tìm lấy một cái cơ hội mình vào sân thì thi đấu chính thức trong một câu lạc bộ. Thật ra thì huấn luyện viên thì cũng muốn cầu thủ tốt, nếu như bạn ấy mà tốt thì họ cũng cho vào thi đấu, chứ không phải là không, chứ không phải nghĩ là họ trẻ họ không thi đấu được. Chúng ta thấy đặc biệt là những cái năm gần đây, một số câu lạc bộ tôi nghĩ rằng là họ có một cái định hướng rất là tốt, như câu lạc bộ Hà Nội, họ cho trẻ thi đấu rất là nhiều. Những người, không phải năm mùa giải gần đây mà nhiều mùa giải trước cũng vậy. Hoặc là Hoàng Anh Gia Lai, họ cho những cầu thủ rất là trẻ vào thi đấu. Và cái số cái câu lạc bộ mà quan tâm tạo điều kiện cầu thủ trẻ như vậy nó là không nhiều. Và chính vì thế chúng ta cũng phải nói đến cái đặc thù của cái bóng đá Việt Nam nữa.
đó, các cầu thủ cần phải ra sân đó. Nhưng tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì cái vấn đề đó cũng đã thay đổi nhiều. Còn chúng ta có một cái ý tưởng, một cái giải đấu chẳng hạn như giải đấu cho trẻ, giải đấu quốc gia, nó song song với các giải league của mình, giải V-League, giải giải hạng nhất quốc gia, hạng nhì quốc gia, thì chúng ta phải có những cái điều kiện khác nữa. Khoan hãy nói vấn đề tài chính, thì chúng ta nói cơ sở hạ tầng chúng ta đáp ứng chưa, số lượng sân thi đấu dành cho các câu lạc bộ đã đủ chưa, đã có chất lượng chưa. Hoặc là chúng ta thấy rõ ràng là một số câu lạc bộ, cái đội hạng nhất của họ thi đấu ở V-League, thi đấu hạng nhất, họ có, họ đầu tư rất nhiều, nhưng cái hệ thống đào tạo này không có. Thì làm sao họ có thể tham gia những cái giải league, họ cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất làm sao họ có. Đó, chúng ta cái yếu tố đó ai cũng hiểu, chỉ có một cái cách là làm sao có một cái giải đấu, có một hình thức thi đấu nào đó để cho các cầu thủ trẻ được tham gia thi đấu thường xuyên với nhau. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó cũng phải có nhiều cái yếu tố chung quanh nữa. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này ai cũng biết, ai cũng hiểu. Rồi vấn đề chúng ta đặt ra là để giải quyết những vấn đề đó, chúng ta hãy nói về góc độ câu lạc bộ nữa. Có một cái nữa, Hoàng Tuấn được biết đến là một người có kỷ luật. Và kỷ luật với cầu thủ trẻ thì giá trị như thế nào? Tôi chỉ lấy một cái ví dụ, một cái minh chứng đơn giản thôi. Thì tôi cũng đã từng nói với cầu thủ rất là nhiều, không phải đối với cầu thủ trẻ, nhưng cầu thủ trẻ là cái bước đầu tiên để họ muốn, khi họ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thì cái từ chuyên nghiệp ở đây là cũng đã nói lên cái tính kỷ luật của họ rồi. Thì tôi từng nói với cầu thủ trẻ, hoặc là nói với ban huấn luyện của mình đó, chẳng hạn như ở trong một môi trường quân đội, cái sức mạnh của quân đội là tính kỷ luật, tập luyện giờ giấc, tập luyện thường xuyên, ăn ngủ như thế nào, sinh hoạt như thế nào, và có những cái nội quy hết sức khắt khe. Đối với bóng đá nó cũng vậy thôi. Bóng đá là một môn tập thể, thì chúng ta phải có một cái tính kỷ luật của nó. Đương nhiên một cái sự so sánh cũng gần giống như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng là nếu bóng đá chúng ta không có kỷ luật thì chúng ta khó có được cái kết quả tốt đối với một cái đội bóng. Và chính cá nhân của cái cầu thủ đó, nếu tập luyện, luyện sinh hoạt mà không có tính kỷ luật thì cũng khó trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, cầu thủ giỏi. Chẳng hạn cầu thủ trẻ là cái bước đầu tiên, những cái bước đầu tiên để họ thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì họ phải biết là họ sinh hoạt như thế nào, họ ăn uống ra sao, họ tập luyện phải có động lực, phải có sự quyết tâm, sự khó khao, tất cả những cái đó mình gọi là cái tính chuyên nghiệp. Thì đây cầu thủ trẻ là cái tính kỷ luật nó hết sức quan trọng, vì khi họ được đào tạo, khi họ được huấn luyện thì họ hình thành một cái tính cách, mà cái tính cách nó phát triển theo thời gian. Tính kỷ luật mà nó càng tốt bao nhiêu thì cái tương lai cầu thủ nó phát triển, tôi nghĩ là nó chắc chắn và bền vững bao nhiêu. Thì tính kỷ luật do huấn luyện viên đưa ra, nhưng ngoài ra có những cái yếu tố bên ngoài tác động. Thật ra một cầu thủ trẻ bây giờ nổi tiếng, họ lên mạng xã hội là những cái lượt like Facebook họ đếm từng ngày, những cái hình ảnh rất đẹp body rồi cũng này kia, những cái tạm gọi là những cằm bẫy vây quanh. Thế ông thì chúng ta làm gì để hạn chế cái đó, mà liệu rằng chúng ta hạn chế được không? Tôi nghĩ là khó. Nhưng mà khi chúng ta phải xác định cho cầu thủ được cái tư tưởng họ làm cái khi trước, chẳng hạn như là con muốn thành cầu thủ giỏi không, hay bạn muốn thành cầu thủ chuyên nghiệp không, mà để cho thành cầu thủ chuyên nghiệp bạn phải làm gì, con phải làm như thế nào, ngoài cái chuyên môn đang có, mình phải có một cái khát vọng, mình có cái hoài bão, mình phải có một cái sự đam mê, mà để cho tất cả mọi thứ đó nó tốt hơn thì mình phải hy sinh một số thứ nữa. Rõ ràng là cái hy sinh lớn nhất mà chúng ta phải đưa ra cho cầu thủ biết rằng là họ đang hy sinh gia đình họ. Các con 12, 13 tuổi thậm chí có thể là xa gia đình rất là nhiều, rất lâu rồi, ở với đội bóng, ở với câu lạc bộ, ở với trung tâm, ở với các huấn luyện viên, ở với các thầy nhiều hơn ở gia đình, và cái đánh đổi đó rất là lớn. Thì mình phải xác định cho cầu thủ hiểu rằng là những cái lớn nhất chúng ta có thể đánh đổi được để
đáp ứng cái sự đam mê, sự kỳ vọng của chính cá nhân mình thành một cầu thủ giỏi, thì chúng ta phải nên tránh, nên bỏ bớt những cái cám dỗ, những cái tác động tiêu cực đến cái quá trình phát triển của mình. Chẳng hạn như là bây giờ phương diện truyền thông chúng ta phải tôn trọng quyền tự do cá nhân của các bạn, nhưng mà mình cũng phải có những cái quy định, những cái giới hạn. Chúng ta không thể, cầu thủ trẻ không thể suốt ngày cầm một cái máy điện thoại, hoặc đi đâu cũng điện thoại, ăn cũng cái điện thoại, nằm lên giường cũng điện thoại, thậm chí ngủ đêm khuya cũng điện thoại. Thậm chí là các bạn biết là tôi là nói với U17 lứa bây giờ, ngày xưa các anh như anh Đoàn Văn Hậu, anh Tấn Đà, Niên Linh, thậm chí chuẩn bị thi đấu 3 tháng tôi không cho xài điện thoại, nhưng các anh vẫn đồng ý, có những cái ý kiến trái chiều phản ứng, nhưng các anh cuối cùng anh cũng đồng ý công nhận, và chúng ta thấy cái kết quả bây giờ nó là cái gì. Các anh đã thành công ở những cái giải đấu cụ thể, bây giờ các anh trưởng thành hơn, và chúng ta nên đi theo những con đường các anh nó đã làm, cũng làm được những cái điều rất là tốt đẹp. Đến đây thì buổi trò chuyện với Hoàng Tuấn cũng đã kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn huấn luyện viên trưởng của đội U17 Việt Nam. Chúc U17 thành công. Anh chào. Thay mặt cho ban huấn luyện đội tuyển U17 quốc gia Việt Nam, tôi cũng có những cái lời cảm ơn hết sức chân thành, và hy vọng là các độc giả, các vị khán giả, các người hâm mộ luôn ủng hộ đội U17 Việt Nam, cũng như luôn ủng hộ cho tất cả các đội tuyển quốc gia Việt Nam.